Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì ở cái sự kiện tuần thứ 24 ấy, con tướng cái phần Hero Chi Viện nó ra mắt là khi nào con Goku đỏ nha. Nhiều anh em hỏi mình con Goku đỏ này mạnh hay là con Frieza mạnh. Thì hiện nay mình xin khẳng định là Frieza mạnh nhất game trong cái tầm tất cả những con tướng SNS. Từ hai level 250 đổ về hoặc là level 260 đổ về thì ra mạnh nhất, mạnh hơn cả ve đỏ luôn, nhưng mà bây giờ mình vẫn lấy con cu đỏ này về anh ạ. Tại vì trong tương lai thì có thể là có cái con ác nông dân này của mình sẽ đổi sang Vegeta chẳng hạn này. Thôi mình cứ lấy con này về. Về chui và sưu tầm ấy, ác nông dân sưu tầm thôi. Chứ không nuôi được đâu. Nuôi nó chắc chắn anh em sẽ càng ngày càng khỏe. Nông dân đã ít chơi rồi mà anh em lại còn chơi team máu ăn hit này nữa thì nó càng ngày càng khỏe, đảm bảo với anh em luôn là như vậy đấy. Nên anh em tập trung chơi thôi, nông dân cái họ này ít lắm, hiếm lắm, nói chung ngầu phết. Có cái cộng hưởng rồi đây, xoa vào ô cộng hưởng luôn. Ngoài ra thì cái sự kiện này nó còn ra một đống cái Hiroshi, à cái nút thẻ nhận quà ấy, mình quay nốt, mình có bao nhiêu mình quay nốt xem thêm cái gì thì thêm. Mấy con ác còn lôn này cũng được nhiều kim cương phết rồi, tích cũng 50.000 đấy. Mình tính ra tích 60.000, 66.000 để chờ những cái sự kiện quay quay may mắn để nhận tướng. Nhưng mà nó ra Hero Chi Viện này thôi thì cứ lấy tạm con này về, chắc tương lai lại chơi Vegeta đỏ thôi. Đấy, con nát cơ luôn mà cũng mạnh mạnh, cũng mạnh mạnh yếu yếu. Yếu yếu, mạnh mạnh, yếu yếu. Nhìn chung là thỏa, chơi anh em chơi kiểu tích kim cương là thỏa. Anh em đừng bắt chước mình chơi tích kim cương nha. Giai đoạn đầu đừng có tích, những giai đoạn mà khi chúng ta có đủ chắc kèo cái vị trí top trong đấu trường của mình rồi thì mình hãy tích lại kim cương. Còn là chưa chắc kèo cái vị trí top trong server của mình ấy thì nên lấy kim cương để ăn những cái ải này, những cái phụ bản này này, quét mua thêm lượt để ăn những cái phụ bản đấy. Kệ triệu hồi đi, làm mà hết 30 nháy ở đây xem có được thêm con rồng nào không. Ô 5 mảnh rồng được. Chắc này cũng lắm lên được 100 lần thôi. 30 này. Thêm 30. 30 thẻ triệu hồi cao cấp. Không đủ chỗ. Bây giờ cần lắm một ít đá để nâng cấp lên, nhiều tướng ép quá, tướng ép chặt hết cả kho rồi. Uột ta luôn ăn roi NF tinh như đúng là thần thần cơ diệu toán rồi nhở, gọi là thần may mắn. Bét bét trong làng triệu hồi ghê không. Rồi. Nên
là 100 luôn. 100 có nên lấy 120 lần để kiếm thêm một cái con tướng SS tùy chọn nữa không ta? Tướng SS tùy chọn một đống luôn rồi này. Wow, hồi cao cấp nhận 5 anh hùng SS rồi đấy. Con ác này quay được 5 lần anh hùng SS rồi. Đừng đùa, đừng đùa với mình. Xong nhiệm vụ rồi. Triệu hồi cao cấp nhận 10 hùng SS mà xong. Phi thị hoàn gia 79 lên 240. Tướng S có nhiều luôn. Tướng S cũng nhiều. Tướng S này đủ phút 160. 160 thì không đủ rồi. À, thử cho con cù ở đây đấm cho nó có đấm đánh đấm gì thiếu chiến. Cho nó lên thì còn có 34 triệu nhỉ. Tại vì nó chỉ là cộng hưởng mà. Hưởng gì đánh giống gì. Với cả nhìn anh em nhìn cái duyên của nó này. Duyên có Gohan thần bí thì chịu. Con này chỉ để làm kích duyên cho con Vegeta được luôn. Gọi là cứ lấy về. Lấy về để sau có cái vòng quay. Có cái Hiroshi viện Vegeta đỏ thì lấy về tiếp. Để cho nó chắc kèo cái con ác này đi. Cho đến Net Game VIP 1 đi cùng với anh em những ngày tháng VIP 1. Super Thị Văn Thọt lượt nhau nào, sẽ có đủ đam hay không? Anh em mà thích chơi cua đỏ thì cũng chơi thôi, nhưng mà chắc chắn thì thoạt hơn nhiều so với chơi Kiza. Kiza là AoE tướng người đam sát thương lâu dài. Châu chó nó cũng cao hơn, kích duyên nó dễ nhất. Kích duyên nó dễ nhất hiện nay trong tất cả những con hero đam chi viện. Bây giờ thì con cua đỏ, con Vegeta đỏ nó được kích hết duyên rồi. Nhưng mà anh em chơi đến tận tuần thứ 24 hoặc là chơi nửa năm thì anh em mới kích được full duyên con Vegeta nha. Tầm nửa năm kích full duyên Vegeta thì Vegeta bây giờ mới so với Pizza, mình nghĩ chắc Pizza 10 điểm thì Vegeta cũng phải được 8 điểm. Trưởng là hơi đau luôn. Mình đang đợi đến tuần thứ 24 của con ác lên series 39 của mình lấy con đấy về test đam anh em xem đấy. Nhưng mà chắc còn phải một tuần nữa cơ. Một tuần nữa thì F39 mới lên đến tuần thứ 24. Chúng ta cứ chơi tạm thôi, chơi tạm mấy con A khác. Lang thang thôi. Lang thang dưới núi tiều vài chú. Lác đác bên sông mấy người đẹp. Anh em thấy đang ổn này mà. Tham lâu dài. Có những hoạt ảnh ngay. Bem bốc luôn. Ui, đánh cái 5 con mưa này thua chắc rồi. 5 con mưa nó nhây, có khi nó đập chết khi ra của mình ấy. Con tướng Pizza, Pizzama.
2 tuần nữa. Ô, cái mà qua này ngon sao mà lại sao rồi, không ngờ luôn đấy, anh nhìn thấy không, pizza nó rất là hay nha, rất là mạnh, khả năng gây đột biến cao, cực kỳ xịn sò. Không sao nào, không không bao giờ nào anh em thất vọng đâu. Không bao giờ làm em thất vọng. Rồi ok anh em ơi, có lẽ clip của mình cũng dừng lại tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những clip lần sau nha. Bye bye nha. Đấy, chốt lại thì anh em sưu tầm thôi. Con này anh em lấy về mang cái giá trị sưu tầm thôi, chứ nó không mạnh bằng pizza được đâu. Vậy nha, bye bye.